Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Ngô Dũng Phương là trưởng phòng tài chính đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Mình dùng đúng bộ váy trong buổi diễn năm ngoái đi. Sao váy Tiên chẳng bao giờ bị bạc màu hay sần cũ vậy? Vì Tiên dùng comfort mới đó, với công thức Ultra Care giúp bảo vệ quần áo khỏi bạc màu và sần cũ. Mùi hương cũng thật tuyệt. Comfort mới. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến quân chính toàn quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20 tổ chức hội nghị lần thứ 7 thảo luận cho ý kiến báo cáo kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm. Với những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch, đến nay 4 bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh đã được giải thể. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng nay 30 tháng 6 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Quân sự tỉnh dự và chủ trì. 6 tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo